Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất có trong ngày. Năm 2020 sắp qua đi và hãy cùng Top Sao Hoa điểm qua những nhân tố nổi bật của showbiz Hoa ngữ cho năm nay. Thứ nhất, Tiêu Chiến. Năm nay vì một số chuyện, Tiêu Chiến luôn trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng và lý do anh thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng. Một trong những nguyên nhân giúp nam minh tinh duy trì sức hút khi những sự cố và rắc rối kia đều không phải do anh trực tiếp gây ra. Fan luôn muốn ở cạnh động viên an ủi tinh thần cho Tiêu Chiến, nên gần như tất cả những hoạt động bảng xếp hạng đều được họ ủng hộ cho anh chàng hết mình. Thứ hai, Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tỏa sáng trong các show giải trí và nhất là Bước Nhảy Đường Phố 3. Không dừng lại ở đó, anh còn nhận được giải thưởng nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất trong lễ trao giải Kim Ưng. Thứ ba, Trịnh Sảng. Từ khi ra mắt cho đến nay, chủ đề xoay quanh Trịnh Sảng xuất hiện không ngừng. Chuyện tình cảm, đời tư, thái độ trên sóng livestream, tranh cãi về nhan sắc, những chủ đề nóng của Trịnh Sảng đều lọt top tìm kiếm của Weibo. Thứ tư, Dịch Dương Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ là một nam nghệ sĩ trẻ có năng lượng tích cực, tài năng, danh tiếng cao, sở hữu lượng fan hùng hậu, không ngừng mang đến nhiều tác phẩm hay. Thứ năm, Đinh Chân. Một cậu bé đến từ một thôn trang nhỏ vì một đoạn video ngắn, vì nụ cười tươi sáng mà nổi tiếng trong một đêm, và đó chính là Đinh Chân. Thứ sáu, Ngô Thư Hân. Cô bé làm màu Ngô Thư Hân không cần phải khuôn ngầu bá đạo, dù có làm màu đến mấy thì khán giả vẫn yêu thích cô. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.